Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc điểm hội tụ các thể chế độc tài. Tháng 7 vừa qua, Iran và Trung Quốc đã bí mật soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỷ đô la vào năng lượng và các lĩnh vực khác ở Iran nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cô lập chính quyền Tehran trước những tham vọng của Iran về hạt nhân và quân sự. Trung Quốc và Iran đang chuẩn bị cho một hiệp định hợp tác thương mại quân sự kéo dài 25 năm với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đô la. Nếu không có trở ngại, hai nước này sẽ ký thỏa thuận khổng lồ này vào tháng 3 năm 2021. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong buổi họp báo chung tại Tehran vào ngày 23 tháng 1 năm 2016. Cả Iran và Trung Quốc đều giữ kín nội dung chi tiết văn bản đang được đàm phán. Tuy nhiên, một số nguồn tin tiết lộ, trong khoản tiền khổng lồ này, 280 tỷ sẽ được dành cho ngành công nghiệp dầu lửa và khí đốt, còn 120 tỷ được đầu tư cho cơ sở hạ tầng và công nghệ. Đổi lại, Iran sẽ bán rẻ dầu lửa và khí đốt cho Trung Quốc, thấp hơn giá thị trường khoảng 32% trong vòng 1/4 thế kỷ. Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến công nghệ 5G, lập nhiều vùng tự do trao đổi thương mại và cả lĩnh vực quân sự. Nhật báo Mỹ New York Times vào hôm 11 tháng 7 năm 2020 cho biết đã có được trong tay một dự thảo thỏa thuận dài 18 trang giữa Trung Quốc và Iran. Theo tài liệu này, quan hệ đối tác sẽ cho phép Trung Quốc tăng cường sự hiện diện tại Iran trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng chục dự án khác. Tài liệu cũng đề cập đến việc đào tạo quan hệ sâu đối tác quân sự có thể cho phép Trung Quốc có chỗ đứng ở khu vực vốn là mối bận tâm chiến lược của Mỹ từ nhiều thập niên qua. Hai bên đã được kêu gọi tổ chức một khóa tập huấn và các đợt thao dượt chung, công tác nghiên cứu và phát triển vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo nhằm đối phó với nạn khủng bố, nạn buôn lậu ma túy, buôn bán nô lệ và tội phạm xuyên biên giới. Thỏa thuận đầu tư và an ninh sẽ cho phép mở rộng đáng kể ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông, đồng thời mang lại phao cứu sinh cho nền kinh tế của Iran. Đây là hình ảnh hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Rouhani. Quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Iran lần đầu tiên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất trong chuyến thăm Iran vào hồi năm 2015 và được Văn phòng Tổng thống Iran Hassan Rouhani thông qua vào hồi tháng 6 vừa qua, theo thông báo của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javid. Nhiều quan chức Iran khẳng định là văn bản thỏa thuận mà báo Mỹ New York Times có được là bản thảo mới nhất hồi tháng 6. Và hiện giờ, dự thảo thỏa thuận vẫn chưa được đệ trình lên Quốc hội Iran để thông qua và cũng chưa được công bố. Về phía Bắc Kinh, các quan chức cũng chưa tiết lộ các điều khoản thỏa thuận. Tuy nhiên, trang Sputnik cho rằng cần thận trọng về số tiền khổng lồ được Trung Quốc hứa đầu tư vào Iran. Thực vậy, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ra nước ngoài liên tục giảm từ vài năm trở lại đây. Năm 2016 là 178 tỷ đô la, nhưng giảm xuống còn 105 tỷ đô la vào năm 2020. Tính trung bình, theo thỏa thuận nói trên, nếu được ký, hàng năm Bắc Kinh sẽ đầu tư khoảng 16 tỷ đô la vào Iran, chiếm đến 15% tổng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc. Nhưng nếu nhìn vào những hậu quả nghiêm trọng do đại dịch viêm phổi Vũ Hán và do chiến tranh thương mại với Mỹ để lại, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc hẳn sẽ bị tác động rất lớn. Giới quan sát cũng nhận định các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Iran và tình hình dịch bệnh diễn biến xấu là những nguyên nhân chính đẩy Iran về phía Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu tại phiên họp thường niên thứ 74 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, kịch liệt chỉ trích Iran. Iran đang trải qua giai đoạn khó khăn về mọi mặt. Các chuyên gia cho rằng trừng phạt của Mỹ đã khiến nền kinh tế Iran gần như khánh kiệt và không thể hậu thuẫn cho những lực lượng nước ngoài như Hezbollah ở Liban hay HRGB hoặc Hamas để đối đầu với Mỹ hay Israel. Thậm chí, chế độ Tehran không còn đủ khả năng để phản công các vụ tin tặc từ Israel nhắm vào khu hạt nhân Natanz và khu quân sự Parchin nằm ở miền Nam và miền Trung Iran. Chi phí cho các cuộc xung đột trong khu vực luôn được Tehran giữ bí mật. Tuy nhiên, theo thẩm định của Bộ Ngoại giao Mỹ, con số này lên đến khoảng 16 tỷ đô la mỗi năm từ xung đột ở Syria cho đến Yemen hay yểm trợ cho phe Hezbollah ở Iraq và Liban. Ngoài các lệnh trừng phạt với giá dầu thấp, Iran còn là vùng dịch viêm phổi Vũ Hán lớn nhất ở Trung Đông, chồng chất thêm gánh nặng lên nền kinh tế. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang đẩy Iran vào túng quẫn dù chính quyền Tehran cố tình giấu quy mô thiệt hại do virus corona gây ra. Theo dữ liệu mà đài BBC từ Anh nhận được từ nguồn tin ẩn danh, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 20 tháng 7,
số người chết tại Iran vì viêm phổi Vũ Hán đã lên đến 42.000 người, thay vì 17.900 người theo số liệu của chính phủ nước này tuyên bố ngày 3 tháng 8 năm 2020. Bên cạnh đó, họ còn gặp khó khăn do vụ bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine và làn sóng biểu tình trong nước. Người dân vốn đã phải đối mặt với cuộc sống ngày càng khó khăn đã bùng dậy phản đối quyết định tăng 300% giá xăng vào tháng 11 năm 2019. Kết quả là khoảng 1.500 người chết vì bị trấn áp trong vòng 3 ngày biểu tình trong sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế. Thông tin về thỏa thuận hợp tác giữa Iran và Trung Quốc xuất hiện giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng leo thang nghiêm trọng. Gần đây nhất là việc hai bên đóng cửa lãnh sự quán của nhau. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Osem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, từng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất Iran, đã bị Mỹ hạ sát vào hồi tháng 1 năm 2020. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao Khamenei của Iran đã nhắc lại lời thề trả thù Mỹ thích đáng vì vụ hạ sát tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds tại Iraq vào hồi tháng 1. Sau khi tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2018, Tổng thống Donald Trump tiến hành chiến dịch gây áp lực tối đa lên nền kinh tế Iran, đe dọa trừng phạt bất cứ nước nào mua dầu và nhập khẩu hàng hóa từ nước này. Ông chủ Nhà Trắng cam đoan biện pháp này sẽ giúp loại bỏ mối đe dọa từ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, ngăn chặn hoạt động khủng bố toàn cầu cùng mối đe dọa từ nước này tại Trung Đông. Cũng chưa thể khẳng định được liệu Tổng thống Donald Trump có đạt được mục tiêu của mình hay không, nhưng các lệnh trừng phạt đã đẩy Iran chìm sâu vào suy thoái. Tuy nhiên, lại có ý kiến cho rằng động thái mới của Iran có thể là đòn gió nhằm đe dọa Mỹ. Ngoài lý do khoản đầu tư khổng lồ được nêu trên, trang Sputnik của Nga thận trọng về tính khả thi của thỏa thuận khổng lồ giữa Iran và Trung Quốc khi đặt ra câu hỏi: tại sao thông tin lại được Ngoại trưởng Iran công bố chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ? Và phải chăng Tehran muốn gây sức ép tối đa với Mỹ trong bước đường cùng? Về phía Trung Quốc, Iran từ lâu đã nằm trong thế trận mở rộng ảnh hưởng của nước này tại Trung Đông. Đây là hình ảnh bản đồ Iran và các nước trong khu vực Trung Đông. Vùng Trung Đông giàu tài nguyên luôn là điểm quan trọng của chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều dầu nhất thế giới. Hơn 1/3 nguồn cung ứng dầu hỏa của Trung Quốc đến từ khu vực Trung Đông. Còn Iran lại là một trong những nhà sản xuất lớn nhất. Vào năm 2018, Iran đã bán cho Trung Quốc 15 tỷ đô la dầu hỏa. Thamiz Ahmad, cựu đại sứ Ấn Độ ở một số nước vùng vịnh đã bình luận như sau: Iran có một vị trí vô cùng quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường. Trung Quốc luôn muốn đưa Iran vào cuộc khi người Mỹ theo đuổi chính sách áp lực tối đa chống lại Iran, đẩy nước này vào cảnh thiếu thốn cực độ, thì Tehran mở cửa với sáng kiến của Trung Quốc. Về mặt quân sự, hợp tác với Tehran cũng đem lại cho Trung Quốc nhiều lợi ích. Vào năm 2019, Hải quân Trung Quốc và Iran đã diễn tập chung. Nếu được ký kết, chắc chắn hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin tình báo và Trung Quốc có thể sử dụng cơ sở hải cảng hoặc cảng hàng không tại Iran. Phó giáo sư Juanet Fulton đã tổng kết lợi ích mà Trung Quốc giành được nếu đạt được thỏa thuận này là: nếu Iran được dỡ bỏ các lệnh pháp trừng phạt và trở thành một nước bình thường, thì đây sẽ là thị trường lớn cho các doanh nghiệp Trung Quốc và là một nguồn năng lượng quan trọng. Iran cũng có thể trở thành một điểm trung chuyển trong dự án con đường và vành đai. Nhưng hiện giờ, Iran vẫn chưa phải là một nước bình thường và vẫn là đối tượng bị trừng phạt, dù có lợi, những lợi ích đó bị hạn chế. Và cũng cần nhìn nhận rằng Trung Quốc và Iran vẫn rất thận trọng trong mối quan hệ song phương này. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft. Đàm phán thỏa thuận mới chỉ được Ngoại trưởng Iran nhắc đến, trong khi phía Bắc Kinh vẫn kín tiếng cho thấy chính quyền Trung Quốc vẫn tỏ ra thận trọng về Trung Đông và Iran. Về phía mình, chắc hẳn Iran cũng không thể quên rằng Trung Quốc cũng có quan hệ hữu hảo với Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hai đối thủ của Iran. Khi đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Iran, chuyên gia Ali Fonet tại Washington đã liên tưởng đến những nước thành con nợ sau khi nhận đầu tư của Trung Quốc với nguy cơ chính quyền sẽ không còn được hoàn toàn điều hành một nhà nước có chủ quyền. Ông cho rằng rất nhiều người Iran lo rằng chế độ tìm cách ổn định bằng mọi giá, kể cả việc chấp thuận những thế lực bên ngoài đối lập với Mỹ, ví dụ Nga hoặc Trung Quốc. Họ sợ rằng trong thỏa thuận này, người Iran sẽ trao cho Trung Quốc tất cả những gì Bắc Kinh muốn để cho Trung Quốc đảm bảo an ninh cho Iran. Cũng trong một diễn biến mới nhất, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft vào hôm 5 tháng 8 năm 2020 cho rằng Nga và Trung Quốc có thể sẽ phủ quyết đề xuất của Mỹ về việc ra lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Tháng trước, Mỹ đã cho lưu hành nghị quyết tại Liên Hợp Quốc về việc tiếp tục lệnh cấm vận. Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 18 tháng 10 tới đây.
Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc điểm hội tụ các thể chế độc tài. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de luôn để nhận bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.